Lionel Messi nhận mức lương hơn 1.000 tỷ đồng ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong vòng 1 năm. Và với số tiền trên thì siêu sao người Argentina có thể mua được cả trực thăng, siêu du thuyền hay tặng cho mình một bộ sưu tập xe hơi với đầy đủ những cái tên khét nhất trên thế giới hiện nay như Bugatti, Pagani hay Kulisic. Theo báo chí châu Âu, mức lương của Lionel Messi tại PSG sau thuế khoảng 40 triệu euro một năm. Như vậy, nếu như tính lương theo ngày, cầu thủ này cũng đã có thể nhẹ nhàng sở hữu các mẫu xe thể thao như Porsche, Audi hay Maserati. Và chỉ cần một tuần lương tại câu lạc bộ mới, Messi đã có thể tậu cho mình một cặp bò mang tên Lamborghini Aventador LP780 Ultimate mui trần và Lamborghini Aventador LP780 bản Coupe. Đây là những siêu xe mơ ước của bao nhiêu tay chơi trên thế giới. Được biết, siêu xe này sử dụng khối động cơ V12 dung tích 6,5 lít, mang lại công suất tối đa lên tới 770 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 720 Nm ở những giải vòng tua khoảng 6.750 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp với khả năng chuyển số trong vòng không quá 50 mili giây. Bộ khung liền khối bằng sợi carbon cực kỳ cứng và nhẹ, cùng với việc sở hữu nhiều carbon trên khắp thân xe đã giúp cho trọng lượng khô của chiếc siêu xe này chỉ đạt 1.550 kg, cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 2,8 giây và tốc độ tối đa đạt lên tới 355 km/h. Kìm hãm cho sức mạnh khủng khiếp này là hệ thống phanh CCB với quãng đường phanh từ 100 xuống 0 km chỉ với quãng đường là 30 m. Và nếu như không thích bò thì siêu sao người Argentina có thể nghỉ ngơi và để dành đến cuối tuần đi shopping chiếc Ferrari SF90 Stradale có mức giá lên tới 20 tỷ đồng tiền Việt nhưng vẫn còn quá dư giả để làm tiếp một chiếc Lamborghini mui trần để đi dạo trên đường phố Paris. Siêu xe Hybrid này sở hữu khối động cơ V8 tăng áp kép cho ra tổng công suất là 720 mã lực. Động cơ này được bổ trợ thêm hai motor điện ở cầu trước và một motor tích hợp vào hộp số cho ra tổng công suất của xe lên tới 1.000 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 800 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 của Ferrari SF90 Stradale chỉ mất 2,5 giây, trong khi đó nếu xuất phát từ 0 lên 200 km/h sẽ chỉ mất 6,7 giây, tốc độ tối đa lên tới 340 km/h. Và nếu như không thích ngựa thì Lionel Messi chỉ cần dành tới cuối tháng và lúc này siêu sao người Argentina có thể dễ dàng lựa chọn ba ông lớn như Hypercar, Pagani, Bugatti và Kulisic. Và dĩ nhiên chọn ba cái tên vừa rồi, Messi vẫn còn dư giả tiền để đi shopping thêm cho mình một cặp Pagani Huayra và Bugatti Chiron. Với mức lương một tháng rơi vào khoảng 89 tỷ đồng, Lionel Messi có thể dễ dàng lựa chọn siêu du thuyền ngay lập tức để đi chơi cùng gia đình sau những trận cầu đỉnh cao. Và nếu như Lionel Messi ưng ý với mẫu xe Bugatti Centauri từng được giới truyền thông đồn đoán rằng Cristiano Ronaldo cũng đã đặt mua một chiếc, thì siêu sao của câu lạc bộ thủ đô nước Pháp chỉ cần bỏ ra khoảng 3 tháng lương thôi là có thể đưa em nó về nhà rồi. Siêu xe này giới hạn trong phạm vi sản xuất không quá 10 chiếc, chính vì vậy mà nó có mức giá khủng khiếp lên tới 9 triệu đô la Mỹ. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ xăng W16 tăng áp, dung tích xi lanh 8.0 lít, sản sinh ra công suất lên tới 1.600 mã lực, cao hơn 100 mã lực so với Bugatti Chiron. Bên cạnh đó, xe nhẹ hơn Chiron khoảng 20 kg, với tỷ lệ trọng lượng tương đương với sức mạnh khoảng 1,3 kg cho 1 mã lực. Nhờ đó mà xe tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 2,4 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 420 km/h. Tuy nhiên, với mức lương khoảng 40 triệu euro trong một năm khi đầu quân cho câu lạc bộ thủ đô nước Pháp, Messi có thể cứu đói cho toàn bộ châu Phi trong vòng 10 năm. Vì vậy, thay vì mua siêu xe, cầu thủ này có thể đi làm từ thiện như các vị tỷ phú nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là Warren Buffett hay là Bill Gates. Có lẽ tên tuổi của Messi sẽ không chỉ được nhiều fan hâm mộ trên thế giới biết đến với tài năng thiên bẩm về khả năng chơi bóng, mà chắc chắn sẽ còn nhiều người kính nể anh về lòng hảo tâm và biết chia sẻ. Vừa rồi là bản tin news số 52 của Auto Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.